Trời ơi, khóc hoài vậy trời, sao chịu nổi. Dỗ từ sáng tới giờ luôn mà cũng không bớt nữa. Mỗi việc bị gậy bỏ không à, khóc dữ thần như trời. Nè, giấy xúc nè, lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa nghe không. Con gái phải mạnh mẽ mới được, đừng có mít nước nữa. Con gái con đứa giờ lụy quá trời luôn hả à. Mày đừng có khóc nữa, làm tao khóc thêm bây giờ. Đừng khóc nữa nghe không, khóc nữa mày quên cho tao ăn tội nghiệp tao. Ê, mày không có lỗ tai hả mày, tao nói đã mà mày còn khóc hoài vậy hả. Mày nín nhìn tao được không, mày khóc hoài vậy là mày ngu lắm á, ngu. Đừng có khóc nữa, ngu quá đi. Mày ngu gì mày làm tao ngu theo á. Sáng giờ chưa ăn cái chó gì luôn á. Hồi xưa hàng ghẻ tao nó cũng chê tao mập, xong nó bỏ tao y chang như mày vậy đó. Nhưng mà tao đâu có bít ướt như mày dữ vậy. Thôi ơi, tao khô lời với mày luôn. Mày đập đầu vậy gạch nào chịu nói. Thôi, ngưng đi. Tao bứt nút với mày luôn nè. Đập vô tao đi. Canh vô tao nè, đập đừng đập xuống gạch. Nứt gạch uổng. Bây giờ tao cái đầu mày gắn đinh hả mày? Đầu có té đái luôn vậy. Mày ngưng giùm tao được không? Mày đã mập rồi mày đập xuống gạch gì cục gạch nào nó chịu nổi. Mày thương tao đi rồi tao chỉ cho mày cách giảm cân ha. Dù mày có siêng năng giặt đồ cỡ nào mày cũng không giảm được ký nào đâu mày ơi. Khổ ghê. Đã không ốm nổi còn hành hạ tao nữa. Bây giờ tao chỉ mày nè, mày lên giảm cân Đông Y Mộc Linh .com.vn đi. Sản phẩm giảm cân của Đông Y Mộc Linh xài một cái là tạm biệt tình trạng thừa cân, đốt cháy mỡ thừa theo cách tự nhiên mà còn ngăn ngừa cảm giác thèm ăn theo cách lành mạnh nữa, tốt cho sức khỏe lắm, không có bậy bạ. Đó, mày nhậu như vậy mày mới gọi là bậy bạ đó con quỷ. Mày bỏ chai bia xuống giùm tao cái đi. Mày uống bia mà mày không có màu gì sao mày uống, bỏ xuống. Uống bia nhiều bụng bự dữ lắm. Mày giác cái bụng mày ra được người ta tưởng mày có bầu nữa, mày bỏ xuống giùm tao coi. Mày nghe tao nói không? Còn mày điếc hả? Đừng có uống nữa. Kêu mày bỏ. Này có cồn uống ngon đâu, có cồn, cồn uống kỳ lắm không ngon. Chút xỉn á, nhỏ này nó muốn ớm mà nó còn uống bia như nước suối vậy trời. Mày bỏ cái chai bia xuống coi. Nó thiệt chứ nhà này của mình tao là bạn mày mà tao nói mày không nghe, tao buồn chết thôi, chắc thôi tao bỏ nhà tao đi luôn quá. Thiệt nhiều lúc có thằng bồ mà nó coi bạn nó như cứt vậy. Nè, nhậu mà không có mồi sao nhậu? Còn hậu sừng gum tao giấu cả tháng này nè. Mày lấy ra nhậu đi, mà mày nhớ chừa thân miếng nha. Tao giấu cả tháng lần á. Ôi trời đất ơi, con điên này. Nè mày đập cho tao đi, mày đập cho tao luôn đi. Ấy da, tại sao mày không chịu tin tao? Tao kêu mày lên Đông Y Mộc Linh mua cái bộ sản phẩm giảm cân tan mỡ gì mà uống. Mày đập nhẹ thôi. Tao tại tao là cún thôi chứ tao là người, tao cũng tới Đông Y Mộc Linh tao mua tao uống à. Ây da, mày làm nhẹ thôi, mày làm gì? Đau tao quá. Lưu ơi, tao buồn quá Lưu ơi. Đến với Đông Y Mộc Linh đi là mày hết buồn à. Mày mà ốm xuống cỡ 5 kg thon gọn lại là trai nó theo mày nườm nượp. Theo nườm nượp là theo cỡ nào hả Lưu? Thì theo giống như cái con mù nó đi tìm trái chanh, con Lưu nó đem trái chanh lại cho con mù. Mà trái chanh thì giống như thằng ghệ nó đang nằm trước mặt mày kìa. Trời ơi, nghe đã vậy hả Lưu, thiệt không Lưu? Mày cứ đến với Đông Y Mộc Linh đi, sẽ biết thật giả. Cảm ơn mày nghe Lưu. Mày mốt mày đừng buồn vậy nữa nha. Không có đứa nào cho tao ăn. Tinh dầu bưởi, tinh chất nghệ, nấm linh chi.